Chào cả nhà, hiện tại Lộc đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và trên đường đến quận Bình Thạnh để lên tòa nhà Landmark 81. Các bạn hãy theo chân mình nha. Bây giờ là buổi sáng mà người ta đi làm rất là nhiều, cho nên có vẻ là rất là kẹt xe. Không biết là chừng nào mình mới qua tới được quận Bình Thạnh đây. Mình đang ở trên cầu Thị Nghè. Các bạn thấy xa xa là tòa nhà Landmark 81 không? Bây giờ mình đang ở sảnh và mình sẽ vô quầy để mua vé nha. Dạ chị ơi, chẳng hỏi em muốn mua vé mình lên lên đó chị. Dạ, hiện tại trong chấm cửa vàng ưu đãi của bên em ấy, anh chị đây là giá vé khoảng 500.000 một vé nha. Dạ. Nhưng mà giá vé này sẽ không bao gồm việc ngồi trên tầng ạ. Dạ, mình tham quan trên đó thì nếu mà mình có nhu cầu sử dụng dịch vụ như là ăn uống, mình vui lòng thanh toán riêng cho em. Mình đi tham quan là giờ giấc là mình dạ, giờ tham quan không giới hạn ạ. Dạ. Sau khi mua vé xong, bạn nhân viên sẽ hướng dẫn mình lại thang máy để cho các anh bảo vệ kiểm tra vé và check-in cho mình. Đây là cái khu vực thang máy dành riêng cho các bạn lên Skyview. Ở trung tâm thương mại có rất là nhiều thang máy, những thang máy khác thì dẫn lên những tầng khác và là những cái khu chung cư của người ta. Thì cái khu này là cái khu dành riêng cho các bạn nha. Trước khi lên cái view mình đọc có bạn hướng dẫn đó. Nếu có thuốc lá hoặc quẹt sạch bên dự phòng đồ ăn thức uống mình vui lòng gửi lại sau khi tham quan mình sẽ quay để lấy. Trên cái vé của mình nó có một cái mã QR code, thì cái mã này các anh bảo vệ sẽ chép để cho các bạn đi vào. Thì vào trong khu vực phía bên trong sẽ có một cái quầy để cho mình kiểm tra tư trang. Lúc này thì cái giỏ tư trang của mình sẽ có những gì qua đây người ta sẽ coi được hết. Bây giờ mình sẽ vào thang máy thì mình sẽ bấm tầng 79 để mình lên đây. Vì cái khu vực này là bao gồm tầng 79, 80, 81 thì mình sẽ lên tầng 79, sau đó mình sẽ đi bộ từ từ lên các tầng 80, 81 để tham quan nha. Theo thông tin mình biết thì cái thang máy này có tốc độ là 8m trên 1 giây. Thì từ tầng B1 lên tới tầng thứ 79 sẽ là trong khoảng thời gian 51 đến 1 phút thôi các bạn. 51 giây tới 1 phút thôi các bạn. Thang máy rất là đẹp, rất là to nha. Nhưng mà hôm nay mình đi có một mình thôi. A few moments later. Two hours later.
cái tốc độ ở cái khúc giữa của cái tòa nhà nó sẽ rất là nhanh nha các bạn, đi một lần hai tầng thôi, nhưng mà lên từ từ nó sẽ được giảm tốc độ lại cho mình cảm thấy mình thoải mái, thích nghi hơn á. Đi thang máy nó hơi bị ù tai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra khỏi sảnh. Thì đầu tiên mình sẽ bắt gặp đó là một cái quán cà phê, cà phê Miwaku. Bây giờ mình rất là choáng ngợp bởi vì cái khung cảnh phía trước mặt của mình rất là cao nha các bạn. Lần đầu tiên mình có thể mình trải nghiệm được một cái quang cảnh như thế này. Cái tòa nhà Bitexco xa xa các bạn thấy không? Nó nhỏ xíu thôi à. Mình sẽ cho bạn một số thông tin mà mình tham khảo được trên Internet nha. Landmark 81 Skyview là đài quan sát nằm trong tòa nhà Landmark 81 của tập đoàn Vingroup trong khu vực Vinhome Central Park, nằm ở số 720A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hoạt động của tòa nhà là từ 8 giờ 30 sáng tới 10 giờ tối nha các bạn. Phía xa bên kia là quận nhất, quận Bình Thạnh. Còn phía cái bán đảo xanh xanh đó là quận 2 đó các bạn. Ở khu vực lầu 79 có một quán cà phê tên là Miwaku Coffee Lounge. Các bạn có thể đến đây nhâm nhi một cách cà phê hoặc là cocktail cùng bạn bè người thân trong một không gian rất là sang chảnh nha các bạn. Ở đây có một cái kênh khí cầu để cho các bạn ngồi vào trong đây để chụp hình rất là đẹp nha. Nhưng mà do hôm nay mình đi có một mình, không ai chụp cho mình hết. Còn ở khu vực 80, khu vực này có tên là Miwaku Premium, cũng là một không gian tuyệt vời để thưởng thức các món ăn và tận hưởng vẻ đẹp trên Sài Gòn.
Những cái máy là những cái máy chơi game thực tế ảo nha. Các bạn nào có nhu cầu trải nghiệm cảm giác mạnh thì mình có thể nhờ nhân viên để mình chơi nha. Ở lầu 81 thì có một cây cầu Skytop bằng thủy tinh. Các bạn khi bước ra đây thì phải có nhân viên mặc đồ bảo hộ cho các bạn nha, tại vì nó chia ra phía bên ngoài luôn á. Sau khoảng 30 phút tham quan thì mình sẽ đi xuống. Đi xung quanh nãy giờ cũng ngắm cũng khá nhiều rồi. Từ tầng 81 thì mình sẽ đi thang máy xuống tầng số 3 nha, chứ không phải tầng B1 như lúc trước nha các bạn. Từ tầng số 3 này mình sẽ đi bộ trong trung tâm thương mại. Như mình đã nói, giá vé đi vào Landmark Skyview là 810.000 đối với giờ thông thường. Còn trong khung giờ vàng thì các bạn mua vé chỉ có 500.000 thôi. Để mua vé thì các bạn có thể đến trực tiếp ở quầy B1 của tòa nhà ha. Hoặc là mình có thể lên website chính thức của Landmark Skyview, mình có thể search trên Google. Sau khi tham quan mình có các gợi ý cho các bạn như sau: nên đi Landmark 81 Skyview vào buổi chiều tối để ngắm hoàng hôn, hoặc là Sài Gòn buổi tối thì nó sẽ rất là lung linh. Nên kết hợp đi mua sắm hoặc là giải trí ở các tầng dưới luôn. Ở tầng dưới có khu vực trực ban hoặc là chiếu phim đó các bạn. Có thể mình đi tham quan, mình mua hàng luôn cũng được hen. Đi ban ngày thì các bạn có thể dạo một vòng quanh công viên Vinhome Central Park, vì công viên này có không gian rất là xanh mát nha. Vlog của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới của mình mỗi tuần nha.